phải là kính mờ thì mới dẫn đến là đèn tối, hay là đèn tối thì mới phải đánh bóng kính để cho nó trong hơn à? Thì con xe này đến với em thì là cái kính nó bị xước do gàn mưa này rất là nhiều rồi, thì dẫn đến cái tình trạng đi chói và lóa rất là khó chịu, và thứ hai là cái đèn nó cũng rất là tối, nên anh chủ quyết định qua đây và nâng cấp luôn một bộ đèn cho chiếc xe này. Bộ đèn này thì lắp cái bộ đèn bi led của GTR 3.0, thì bộ này sẽ lắp zin cho dòng i10 này. Đây anh em đợi em chút, đây em sẽ lấy bộ bi cho anh em xem. Đây anh em có thể thấy đây là cái đèn của chiếc xe Hyundai i10, và bản này vẫn là cái bản đời thấp thì vẫn là chóa halogen và bóng là bóng halogen. Đấy, lắp đặt thì anh em có thể yên tâm 100% là tất cả lắp đặt đều là lắp zin hết. Đây là bộ bi GTR 3.0 này, và đuôi nó là đuôi xoáy, thì anh em chỉ cần đến bên cơ sở của em mở cái đèn này ra, sau đó đút cái đèn này vào trong cái phần đèn, cái khóa đèn này là xong. Đấy, anh em thấy không ạ, mắt ốc zin hết này và không phải chốt keo nữa. Đèn trước nó sẽ như này, và đây sẽ còn một cái trục ti nữa nha anh em nha. Cái trục ti này để chụp ở đây để che khuất và giấu những cái phần con ốc này đi để cho nó thẩm mỹ hơn, cao hơn. Và cái độ sáng thì cho ra thì rất là tuyệt vời, và công suất thì rất là đảm bảo, hệ thống điện thì giữ zin cho anh em. Khi mà lắp đèn này thì cái hệ thống đăng kiểm anh em vẫn đăng kiểm bình thường nha, anh em không phải lo lắng gì ạ. Sau khi mà ánh sáng nó được nâng cấp xong cho chiếc Hyundai i10, anh em có thể thấy là cái độ thẩm mỹ rất là cao. Đây là cái chụp si mà nó đã chụp vào đây, thì độ hoàn thiện và che khuất thì rất là đẹp và thẩm mỹ nhá. Lắp rồi lắp là zin. Còn anh em có thể thấy ánh sáng cho ra, đây là ánh sáng cốt của đèn này. Đây là ánh sáng pha của đèn này. Đấy, với cái cấu hình là GTR 3.0 thì có chip led phụ và có nhân vàng như này, anh em đi trời mưa trời sương anh em mới có thể hỗ trợ rất là tốt anh em nhá. Đấy, còn cốt thì cực kỳ rộng. Đấy, đây là cái bộ với bộ bi lầm bi led pha này thì bảo hành cho anh em là 3 năm. Đây là cái mã mới nhất của bản 2024. Đấy, anh em thấy không ạ, rất là sáng và hiệu quả chiếu sáng rất là tốt. Đấy, còn anh em nào mà đang quan tâm đến nâng cấp đèn xe nhé, hoặc là đang muốn nhu cầu nâng cấp các dòng đèn xe, hoặc anh em muốn thử những cái bộ đèn như thế nào thì có thể liên hệ bên em hoặc là comment ở phía dưới phần bình luận ấy, em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.